Ok, thì bây giờ nhé, mọi người bắt đầu đặt câu hỏi rồi mình sẽ trả lời dần dần nhé. Bắt đầu thôi, chúc mọi câu của Ngô Quốc Hùng là tự học C-Sharp. Có quyển nào cho việc tự học không ạ? À? Thì sách C-Sharp thì anh thấy có mấy quyển dễ học như là quyển C-Sharp for Dummy hoặc là Head First C-Sharp, mấy cuốn rất là dễ nhất. Sau này đi làm nhiều học nhiều thì sẽ đọc vài cuốn khác. Đọc cuốn C-Sharp In Depth cũng được nhưng cuốn nó hơi phức tạp. Anh làm C-Sharp lâu đọc cũng thấy hơi khó hiểu. Sau đấy thì đọc cái cuốn mà C-Sharp 6.0 cái Definitive Guide thì cuốn nó là dạng sách tham khảo đọc cũng được. Thành Tài Nguyễn giờ mảng giao qua web hay Android hơn anh nhỉ? Cái nào cũng có lương, cái nào cũng có công việc và cái nào nó cũng tiện nhiều cả em à, học cái nào cũng được cả. Và Android bây giờ thì anh có một bạn là hồi xưa làm Android giờ làm Kotlin, ông kêu là Kotlin giờ nó có vẻ nhiều hơn Android một Java một tí, nhưng mà các dạng Java cũ để bảo trì là vẫn còn nhiều lắm. Thì thích học gì thì học, nhưng mà học web thì có vẻ là sẽ dễ kiếm việc. Câu của Winter là em được học luôn rồi PHP, anh cho em xin lời khuyên và lộ trình với ạ. Lời khuyên đầu tiên anh là đừng học PHP. Nếu học PHP thì nếu mà đã tự học á thì học tự học cái gì đáng vào, tự học C#, tự học Java, tự học C gì tự học. PHP tự học rất là khó tại vì tài liệu nhiều và tài liệu thường là hạ cám tè lưu ấy đó. Hồi đó anh tự học thì anh học trên ProtoSite và anh xem cái cuốn PHP Definitive Guide với PHP Modern Practice gì ấy. Nó là cái cuốn viết PHP chuẩn. Chứ còn bây giờ em tự học PHP ấy thì lên mạng nó sẽ hầu như hướng dẫn em cách dùng mấy cái framework hoặc là dùng mấy cái CMS này nọ mà mấy thằng cha viết viết chạy ẩu lắm. Anh cũng chả biết chất lượng Việt Nam được thế nào. Nên nếu mà tự học thì được học PHP nhé. Câu của Nguyễn Hoàng Thâu là nếu muốn phỏng vấn cho các công ty Singapore thì cần chuẩn bị gì ở anh? Câu này à, em chỉ cần chuẩn bị giỏi tiếng Anh thôi. Và nếu mà ghép thì ở đây ấy, thì anh không biết, nhưng mà công ty Anh hoặc phỏng vấn thì nó khá có trọng cái trường. Và nhất lúc mà em xin gọi là xin visa làm việc ấy, thì nó cũng cần cái trường, phải có trường danh tiếng một tí. Như là đợt anh ấy thì có một ông á, là anh này được visa ngay FPT đó, không đỡ đỡ. Có một ông trường nào ấy thì nó reject visa và xin lại lần hai tại vì bọn xin visa ở đây ấy thì mấy cái trường danh tiếng như là Bách Khoa học tự nhiên ấy thì nó ok, còn mấy cái trường ít tiếng hơn ấy thì nó sẽ xem xét lâu hơn, cũng hên xui à. Còn chuẩn bị thì như Việt Nam thôi, chuẩn bị CV, chuẩn bị phỏng vấn, biết tiếng Anh trả lời được là ok. Câu của Đức Khải là em muốn học PHP và chưa quan tâm đến mạng giao diện lắm, vậy có được không anh? Cái này thì tùy nhé, PHP nó là nghiêng về back end, còn giao diện là nghiêng về front end. Thì nếu em muốn thuần ở back end không ấy thì học PHP cũng được, giao diện không quan trọng. Câu của Vũ Văn Tiến, câu của Lê Chiến, anh có gia đình chưa anh? Thì chuẩn bị là gì ạ? Hí, anh có bạn gái rồi nhé em. Hí, anh thì chưa có gia đình đâu, người yêu của anh chỉ cần là nữ là được, đẹp là được, còn có gì hơn thì càng tốt. Câu của Hào Trần, mình có thể tự học HTML, CSS, JavaScript trên Code Academy không anh? Thật ra là học thì được nhé, nhưng mà anh cảm thấy hơi khó đấy. Tại vì Code Academy thì nó không phải là nếu mà em mới học thì học cái đấy được, tại vì nó beginner. Nhưng mà học sâu thì nên học tìm mấy cái nguồn khác. Anh khuyên là nếu mà nên mới học thì có học trên đấy hoặc là học song song với lại Free Code Camp, hai trang đấy là học về frontend khá nhất đấy, dễ học cho người mới nữa. Câu của Lê Vĩnh Long là giờ có nên học script để lập trình backend cho web được không anh? Backend hả? Anh cũng không rõ lắm, nhưng mà script bây giờ hiện tại thì hầu như làm app là chính, là làm viết server thì nó chưa phổ biến cho lắm. Nếu mà học thì học để viết app iOS thì được, còn server thì kiếm một người khác đi. Khi mà script nó phổ biến thì mình chuyển qua người viết, bây giờ chưa phổ biến đâu. Rồi câu của Huỳnh Bá Quốc là PHP có năng thuật toán không anh? Thật ra thì để làm dev thì học thuật toán đi em à, có làm frontend backend cũng học thuật toán cả, tại vì thuật toán nó là cái core rồi. Em học thuật toán thì code em viết nó sẽ ngắn gọn hơn, rồi nó sẽ chạy nhanh hơn, nó sẽ không kích vấn đề hơn. Nên là đừng có suy nghĩ là không học thuật toán nó quan trọng lắm, dù có làm ngành nghề gì cũng vậy. Và nếu mà em mới ra trường ấy thì nên sợ thuật toán là nhiều, không biết thuật toán là ăn xịt ngay đấy. Thì còn 5 phút nữa nhé, mình trả lời 3 câu cuối, sau đó chúng ta chơi bầu cua nhé. 3 câu cuối thôi, xin lỗi mọi người nhưng mà mấy bạn hỏi mình không trả lời kịp nên mình trả lời 3 câu cuối nữa thôi nhé. Câu của Vinh Nguyễn này khá hay, thấy là theo anh những thuật toán để bắt buộc phải biết là gì vậy anh? Ngoài sọt thì khá nhiều đấy nha em. Thuật toán đầu tiên là phải biết về collection, tức là ngoại trừ array ra phải biết các collection như là linked list này, double linked list này, rồi là hash table này. Và không chỉ biết mà biết cách implement như thế nào. Sau đó là các bạn em phải biết về cấu trúc dữ liệu như là tree, không chỉ có tree không là cách nó lưu data như thế nào, lưu theo nốt trái nốt phải, mà còn phải học về cách để và làm sao để duyệt một cây. Thì sau khi mà rành mấy cái đấy rồi ấy, thì ngoài sort ra thì còn phải biết về search. Thì search thì nói chung cũng không khó lắm đâu, search chỉ có linear search với binary search thôi đấy. Thì đó là những cái cơ bản, còn những cái phức tạp hơn thì nhiều lắm anh còn không nhớ nữa. Ngoài còn mấy cái tìm đường này nọ, nốt biết đồ thị ấy, hồi anh đi làm thì chưa đụng nhiều cho lắm, nhưng mà mấy ông bạn anh mà làm bên game và bên đồ họa thì nói là đụng có vẻ nhiều đấy. Còn lúc phỏng vấn ấy thì họ hỏi gì, phỏng vấn thì họ cũng xoay quanh mấy cái việc là em sử dụng những cái như là tree, linked list, rồi array, rồi hash table để giải quyết vấn đề. Rồi là nếu mà có một vài khó thì dạng như là cho duyệt đồ thị, duyệt cây rồi thôi. Anh cũng chưa thấy cái nào mà nó nặng tới cái mức mà bắt là tìm đường ngắn nhất, tự implement này nọ, chắc chưa thấy tầm đấy đâu. Hầu như mấy bài anh thấy phỏng vấn mà tầm có khó thì cũng toàn là chỉ cần dùng hash table, linked list, rồi loop này nọ là được. Rồi câu cuối cùng là câu bạn Phong Minh Nguyễn nhé, thì mình sẽ không trả lời nữa. Cảm ơn mọi người thì để
để mình trả lời câu của em không minh miệng. Thì việc đọc sách hay đọc sách thật nhanh, nói ra thì đọc sách điện tử có tốt không ạ? Thì anh thấy đọc sách nào cũng được em ơi. Anh thì anh đọc cả hai, đọc sách giấy thì đỡ mỏi mắt hơn thôi, nhưng mà anh thì vì anh đi làm anh hay bỏ sách vào iPad, iPhone đọc cho tiện. Thì nói chung là sách quan trọng là đọc thôi, chứ còn không quan trọng phương tiện nào, sách giấy sách điện tử gì nó cũng tốt như nhau cả. Chào cho bạn thân thương, dưa béo này của bạn mình tặng, bạn cái mình tặng nên mình không đưa được nhé. Bé dưa này là ở với mình rồi, không có đi đâu đâu đâu. Thôi chuẩn bị chơi thôi, để tí nữa mình sẽ tốt nha.